Xin chào tất cả các bác, em tiếp tục lên sóng chiếc máy điều hòa di động Sennheiser. Phải nói là cái dòng máy này chưa bao giờ hết hot ạ, cứ về bao nhiêu là bán hết gần đấy ngay, bán rất là nhanh. 20 con này em bán chỉ trong vài hôm là hết thôi, vệ sinh như đâu là bán đến đây. Cái dòng máy này nó rất là tiện lợi, là các bác nó nhỏ gọn nhá, có bánh xe di chuyển này. Bánh xe di chuyển mình có thể dùng được khắp nơi luôn, dùng được cho 4 mùa. Đấy, ví dụ như một con Sennheiser này nó tích hợp tận 4 chức năng. Làm lạnh này các bạn này, vào mùa hè nhé. Vào mùa nồm các bác lại chạy hút ẩm này. Hút ẩm nó xấp xỉ 20 lít một ngày, rất là khỏe. Mùa đông thì các bác sửa ấm được. Và mùa thu thì các bác lại quạt gió. Đấy, có 3 tốc độ gió luôn. Phải nói là thiết kế rất là hay. Hàng thì hàng xịn của Nhật, Made in Japan. Con này nó chiều cao của nó vào có 65 phân thôi. Chiều ngang này thì hơn một găng tay này. Chiều dày thì nó vào khoảng gần 40. Thiết kế rất là tiện. Đã thế là điện lại 220V cắm điện trực tiếp luôn. Công suất thì rất là tiết kiệm các bác nhé, có 330W thôi, phù hợp cho các bác dùng chạy làm mát trực tiếp hoặc là mát phòng, nó rất là tiết kiệm điện luôn. 3 giờ các bác mới hết có một số điện thôi, rất là tiết kiệm. Đấy, máy con này thì đẹp xuất sắc này, em để số 3 nhé, đẹp mà dã man luôn, cực đẹp ạ. Đấy, cực đẹp các bác nhé. Bên này dàn lạnh này, đấy mà như còn rất là đẹp, chạy êm hơn quạt hơi nước rất là nhiều ạ. Đây, con này hình thức quá đẹp các bác nhé. Đây, đằng sau này gác cái này rất là đẹp. Đây, điện 220V này các bác này. Đây, công suất 330W này, nóng 1250W, hút ẩm 20 lít một ngày. Đây là cái cửa rót phát khí nóng nhé các bác nhé. Các bác có ngạnh cài để các bác chế ống này. Đây là bình nước chứa nước khi chạy lạnh nước ra đây này, hoặc là khi các bác hút ẩm thì nước vào đây. Khi các bác rút bình này ra cái nhé, là cái hệ thống lốc nó sẽ ngắt ngay đây. Đây này, rút bình ra cái thì là lốc nó ngắt, là cái đèn này nó sẽ nháy. Khi cái đèn này nó đang nháy tức là lốc của các bác không hoạt động nhé, và nó chỉ có quạt gió thôi, thì các bác phải chờ vài phút sau để nó hồi ga lại thì nó mới chạy. Con này đẹp xuất sắc các bác nhá, em để số 3 này. Con này cánh gió con nó chỉnh tay các bác nhá. Đấy, có hẹn giờ thứ này, em bán là 3,2 triệu nhá, chứ không phí vận chuyển đâu. Các bác mua ở xa thì vui lòng đặt cọc trước 500 nhá, nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt. Chào các bác.